Chào các bạn, mình đã có rất là nhiều cái điện thoại đây, nhưng mình không nói gì liên quan đến mấy cái này hết. Hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái Moto X Play. Thì cái Moto X Play là sản phẩm mà Motorola bán ở thị trường nước ngoài với giá 300 đô, nhưng về Việt Nam thì giá khoảng 8 triệu. Tức là chênh cũng khoảng hơn 1 triệu, cũng khá là nhiều. Cái Moto X Play này là cái sản phẩm nằm giữa Moto G, Moto E và Moto X Pure, Moto X Style. Thì nó là cái dòng máy trung cấp. Thì bởi vì do là cái máy trung cấp nên Moto họ sẽ cắt giảm một số những cái thịt phần hộp bên ngoài để làm cho nó giá rẻ hơn. Thì bạn mở ra bạn sẽ có một cái Moto X Play. Thì khi mà cầm lên thì các bạn sẽ thấy là cái điểm dễ phân biệt nhất so với cái thế hệ Moto X trước chính là cái mặt sau. Thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái này lúc sau. Thì bên trong chúng ta có những phụ kiện như là cục sạc, có tai nghe, có sách hướng dẫn sử dụng, có cây lấy sim, có cáp. Và cái cục sạc này hơi đáng tiếc là Moto X Play không đi kèm với lại sạc nhanh. Mặc dù ở mặt sau của máy thì Moto họ có nói là hỗ trợ công nghệ Turbo Power để sạc nhanh, nhưng mà họ không đi kèm sạc nhanh mà bạn phải mua riêng. Đây là điểm mà hơi đáng tiếc. Thì đây là cái Moto X Play. Thì bạn thấy là nó khá là dày nhưng mà cầm rất là dễ chịu, bởi vì Moto họ làm cho cái máy nó cong về phía sau. Khi mà chúng ta cầm thì tay chúng ta có cái điểm tựa ở đây. Cái điểm dễ phân biệt nhất của cái máy này là bạn nhờ mặt sau thì sử dụng những cái vân gần giống như là cái vân của da cá. Nếu bạn nào sử dụng phiên bản màu đen thì nó cũng có cái vân gần như tương tự như vậy. Chúng ta có cái logo Moto để các bạn có thể chạm vào các bạn cầm khi mà chúng ta sử dụng, để chúng ta không bị chạm vào cái camera. Đây là một cái điểm mình rất là thích. Và phía sau là hai cái đèn flash test. Nếu mà bạn nào ở Mỹ hay là những quốc gia nào có Moto Maker thì các bạn hoàn toàn có thể tùy biến những cái khung này hay mặt trước mặt sau. Tức là tổng cộng có hơn 200 cái thay đổi khác nhau để các bạn có thể thỏa mãn cái sở thích. Nhưng mà rất tiếc là Việt Nam thì không có, chỉ có phiên bản màu đen và phiên bản màu trắng thôi. Thì mặt trước khi mà các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái miếng dán màn hình ở đây, và chúng ta có thể bấm nút nguồn để mở bên phông. Hai phím tăng giảm âm lượng ở đây. Cái điểm đặc biệt là bạn thấy là bạn sẽ có hai cái loa trên dưới. Cái camera trước rất là lớn ở đây và cái cảm biến tập trung ở đây. Bạn thấy là Motorola Power by Android. Trong lúc chờ cái máy khởi động mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái cổng ở đây. Bạn sẽ có cái cổng 3.5, chúng ta có khay SIM và khay cắm thẻ nhớ micro SD. Thì ở phiên bản Việt Nam thì Motorola họ chỉ trang bị cái bộ nhớ trong là 16GB, ngoài ra còn có bản 32GB nhưng mà họ không mang về Việt Nam. Cổng micro USB. Thì ở cái thế hệ mà Moto X mới này thì Motorola họ đã sử dụng cái màn hình IPS LCD thay cho cái màn hình AMOLED như đời trước. Thì đây là một cái điểm mình rất là thích. Còn đời trước thì họ vẫn tiếp tục họ sử dụng cái màn hình AMOLED. Thì cái màn hình AMOLED nó sẽ tiết kiệm pin hơn và nó giúp cho cái máy mỏng hơn, nhưng mà nó lại có cái màu sắc nó không thật sự xuất sắc, nó không thật sự chính xác như là cái màu màn hình IPS LCD mà mình thấy trên cái máy này. Nếu mà nhìn vô thì cái màu sắc của cái màn hình này không có nhiều điểm để chúng ta có thể chê, nhìn nó rất là trắng, rất là chính xác. Thì ở trên cái Moto X Play thì Motorola họ đang sử dụng cái Android 5.1 với rất là ít những cái tùy biến và gần như là sử dụng những cái gốc của Google. Bạn thấy là ở trên cái máy này thì các bạn hoàn toàn có thể được nâng cấp lên Android 6.0 khi mà Google sẵn sàng trong thời gian tới, và nó đã có lộ trình rồi. Ở trên cái Moto X thì bạn thấy là nó đang sử dụng cái chip Snapdragon 615. Đây là một cái điểm khá là yếu so với lại cái danh tiếng của Moto từ trước đến giờ, cái phân khúc giá rẻ. Nếu mà ở tầm 6 triệu thì nó là tốt, nhưng mà tầm 8 triệu ở Việt Nam thì thực chất thì mình không nghĩ nó là một cái gì đó quá yếu. Mình vẫn thấy cái 615 ở giá 11 triệu rưỡi, 12 triệu thì rất là bình thường. Nhưng mà từ trước đến nay thì Motorola họ nổi tiếng với cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm mà có giá hợp lý hơn, nên cái việc mà sử dụng 615 nó hơi yếu một chút. Nhiều Motorola họ cũng tùy biến một chút. Bạn thấy là ở đây nó sử dụng cái chip 8 nhân, trong đó có 4 nhân 1.7GHz, 1.65GHz và 4 nhân 1.2GHz. Thì thông thường một số nhà sản xuất khác thì họ sử dụng 4 nhân 1.5 và 4 nhân 1.0. Thì cái này có thể là một cái để làm cho cái máy này nó nhanh hơn một chút. Cái điểm yếu là không có cái vân tay, và cái này không phải là nút nguồn giống như những cái điện thoại Motorola khác. Để bù lại thì cái camera ở đằng sau của máy có vẻ như là sẽ là một cái camera rất là tuyệt vời. Nó gần giống như cái camera trên X-Style hay là X-Pure. Thì bọn mình sẽ thử chi tiết hơn, nhưng mà nếu mà giống như cái camera của X-Style thì nó có chất lượng cực kỳ tốt trong cái tầm giá mà có thể nói là vô địch trong cái tầm giá mà khoảng 8 triệu. Nhưng mà mình sẽ phải thử kỹ hơn để xem nó có giống nhau hay không. Cái điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ về cái máy này là cái viên pin dung lượng 3630mAh, một cái viên pin rất là lớn và nó góp phần làm cho cái máy nó dày lên như các bạn có thể thấy ở đây. Với cái viên pin này và cái kích cỡ màn hình 5.5 thì có thể là máy sẽ dùng được rất là lâu, và mình cũng sẽ thử pin cái máy này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.